Xin chào quý vị và các bạn nhé. Mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một mẫu màn rèm hạt nhựa giả pha lê hình cầu. Rất là đẹp nhé. Nhìn đơn giản, tinh tế và sang trọng. Khách của mình đặt để mang đi nước ngoài. Mình đã chia cây thành 3 đoạn. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0969233186. Đây là những cái hạt hình cầu có phủ một lớp 7 sắc cầu vồng. Khách của mình đặt ở đây là 4 bộ nha.